Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe MPV 7 chỗ ngồi số tự động quý bạn nhé, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Đó chính là chiếc xe Mitsubishi Xpander. Chắc quý vị các bạn cũng đã biết rồi, ở Mitsubishi Xpander nó có những phiên bản là Xpander thường số sàn và có phiên bản Xpander Premium là phiên bản full đồ số tự động, và một cái phiên bản đặc biệt nữa là phiên bản Xpander Cross. Đây ạ, ngày hôm nay tôi giới thiệu đến quý bạn ạ, phiên bản Xpander Cross là phiên bản đầy đủ đồ đúng bạn nhé. Đầy đủ từ border kit này, border kit quanh xe này, camera 360 này, phanh tay điện tử này. Đấy, rất là nhiều đồ. Phiên bản này là phiên bản Cross, phiên bản cao cấp nhất, đầy đủ đồ nhất rồi các bạn nhé. Chiếc xe này được sản xuất năm 2022, nhập khẩu về Việt Nam là 2023, đăng ký tháng 6 năm 2023, đăng ký tên tư nhân, và chiếc xe này mới lăn bánh có hơn 2 vạn km thôi. Đồng hồ này chúng tôi cam kết với quý bạn là không tua nhá, vì chiếc xe này còn bảo hành dài tại hãng. Chúng tôi không tua, vì tua đồng hồ hãng từ chối bảo hành ngay các bạn ạ. Đấy, và chiếc xe này là tôi xin chia sẻ với quý bạn là còn nguyên bản, zin 100% luôn các bạn nhá, zin cả nước sơn luôn ạ. Chưa có một vết xước, chưa có một vết đánh bóng nào luôn ạ. Chưa có một giọt sơn ta nào đấy ạ, chưa xước các bạn ạ. Nguyên bản, tất cả nguyên bản luôn. Đấy. Và tôi cũng xin chia sẻ với quý vị các bạn là chiếc xe này là tôi mua của bạn tôi ạ. Hai vợ chồng bạn tôi là hộ khẩu ở tỉnh và làm việc tại Hà Nội, có nhà ở Hà Nội này luôn. Đấy, và làm việc ở Hà Nội thì tháng 6 năm 2023 thì vợ chồng bạn tôi mua chiếc xe này để thường xuyên để chạy về quê. Đấy, quê ở tỉnh cũng xa, cách Hà Nội 500-600 km cơ. Đấy, cho nên là cứ một tháng hai vợ chồng về quê cũng 1-2 lần về quê để xây cái nhà ở quê. Thì vừa rồi là xây xong cái nhà ở quê rồi, thì bắt đầu từ đầu năm vừa rồi ấy, là hai vợ chồng chuyển luôn công tác về quê và không đi lại Hà Nội với đi ra đi vào nữa, cho nên là không có nhu cầu sử dụng xe nữa, cho nên là bạn tôi mới bán chiếc xe này. Chiếc xe này của gia đình bạn chạy nhé, chứ không chạy dịch vụ ạ. Cam kết với quý bạn là không chạy dịch vụ luôn ạ. Đấy, và còn nguyên bản, còn rất là mới như này đấy ạ. Dàn lốp còn mới và rất là dày vì mới có hơn 2 vạn km thôi. Lốp siêu cua còn mới tinh, chưa hạ. Đấy, và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 615 triệu đồng thưa quý vị các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm. Với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mitsubishi Xpander phiên bản Cross 2022 này, thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Mitsubishi Xpander phiên bản Cross 2022 này các bạn nhé.
đi một vòng quanh xe để cho quý vị các bạn xem. Chiếc xe này thì tôi cũng xin chia sẻ với các bạn là gọi là giới thiệu cho quý vị các bạn thôi, nhưng nó không khác gì một chiếc xe mới đâu các bạn ạ. Tại vì chưa có một vết xước, chưa có một lần đánh bóng nào cả, tất cả là còn nguyên bản, nguyên zin từ dàn lốp, lốp sơ cua còn chưa hạ các bạn nhé. Đấy thì tôi cũng giới thiệu qua thôi, không phải giới thiệu gì nhiều đâu, vì cũng chỉ nói ngắn gọn với quý vị các bạn một câu, đó là chiếc xe này không khác gì một chiếc xe mới ạ, vừa mới chạy hết rốt đa thôi các bạn nhé. Đấy, rất đẹp luôn các bạn này. Phiên bản Cross là phiên bản đầy đủ nhất rồi các bạn này. Camera 360 zin theo xe nhé, màn hình zin theo xe. Đấy, camera 360 đây này. Tất cả đều zin theo xe hết các bạn ạ. Option thì của chiếc xe Xpander này rất là nhiều các bạn nhé. Đây, camera zin theo xe này. Cảm biến này, cảm biến lùi này. Đây, camera này. Bản Cross này là cái phiên bản đầy đủ đồ nhất rồi các bạn nhé. Đấy, camera 360 zin theo xe. Màn hình thông minh kết nối với Android Auto và Apple CarPlay. Đấy, rất là thông minh các bạn ạ. Đấy, và lốp đây các bạn này. Dàn lốp còn rất mới như này đây. Mới chạy có hơn 2 vạn km thôi, dàn lốp mới tinh luôn nhá. Sản xuất năm 2022 luôn này. Đấy, đét lốp 22 này. Tôi cho quý vị bạn xem này, đét lốp 22 luôn các bạn nhá. Đấy, và mới như này đây ạ, mới chạy hơn 2 vạn. Cam kết là đồng hồ chuẩn này. La răng đúc mặt phay 5 cánh đơn to, rất là khỏe khoắn này. Lốp sơ cua còn mới tinh chưa hạ các bạn nhá. Đây, lốp sơ cua mới tinh, đồ nghề còn chưa dùng đến này. Đấy, các bạn xem này, nó có khác gì một chiếc xe mới đâu ạ. Hôm nay trời nó mưa, tôi vừa mới mua về buổi chiều hôm qua. Thì tôi cũng có một cái video tôi đăng trực tiếp, tôi quay tại nhà chủ xe cho các bạn xem đấy. Thì hôm nay về thì Hà Nội bắt đầu trời nó mưa phùn, cho nên là tôi chỉ rửa qua bên ngoài đi một chút thôi, chứ còn bên trong là tôi cũng để nguyên, chưa có dọn dẹp gì đâu bạn nhá. Đấy, cả một dàn lốp này là còn zin hết nhá. Cả dàn lốp zin hết, lốp sơ cua thì chưa hạ này. Gương chiếu hậu gập điện này, tích hợp xi nhan trên gương. Gương chiếu hậu này auto rồi nhá, bấm khóa là mở cửa luôn. Toàn bộ cụm đèn này các bạn xem này, mới tinh luôn ạ. Đèn gầm cũng mới luôn các bạn nhá, không khác gì một chiếc xe mới ở trong hãng đâu các bạn ạ. Quý vị các bạn nào bây giờ mà mua một chiếc xe mới tinh thì đăng ký xong lăn bánh được vài hôm nó cũng sẽ như này thôi. Đấy, mà tiết kiệm, mua chiếc xe này tiết kiệm được so với xe mới rất là nhiều tiền các bạn nhé. Đấy, rất đẹp luôn các bạn này. Không có một lỗi lầm gì đâu các bạn ạ. Phải nói là chưa có một vết xước, chứ đừng nói là lỗi gì cả các bạn nhé. Đấy, phiên bản này là cái phiên bản Xpander Cross này. Đấy, phiên bản Xpander Cross nhá. Toàn bộ cụm đèn này rất là mới luôn ạ. Cam kết với quý vị các bạn là chưa có một vết xước, chưa có một cái vết đánh bóng, và đồng hồ công tơ mét nguyên zin. Đấy là cái điều mà chúng tôi cam kết về chiếc xe này các bạn nhé. Tại vì là quá yên tâm rồi, tôi mua của bạn tôi. Mà hơn nữa chiếc xe này lại là chưa làm bất cứ một cái gì cả, full lịch sử bảo hành bảo dưỡng của hãng thì mới thay dầu thôi bạn ạ. Chỉ mới thay dầu thôi chứ chưa làm bất cứ một cái gì các bạn ạ. Toàn bộ về cái phần này, ở đây các bạn xem này. Đăng kiểm thì chiếc xe này đăng kiểm lần đầu nhá. Quý vị các bạn xem rõ nhá, những chiếc xe chạy dịch vụ thì là có cái đăng tem đăng kiểm xanh hai màu là đăng kiểm dịch vụ nhé. Chiếc xe này là không chạy dịch vụ cho nên đăng kiểm rất là dài các bạn này. Đến tận 2026 cơ. Đấy, 3 năm. Từ tháng 6 năm 22 là từ tháng 6 năm 23 là đăng ký này. Tháng 6 năm 24. Đấy, năm 25 26 này là mấy năm? 23 24 25 26 4 năm. Đấy, đăng kiểm còn rất là dài các bạn này. 3 năm. Từ 23 đến 26 là 3 năm các bạn nhé. Đăng kiểm thì còn rất dài luôn và không chạy dịch vụ đâu các bạn ạ. Biển trắng các bạn nhá. Chiếc xe này là biển trắng mà tôi cũng đã quay trực tiếp tại nhà chủ xe lúc mua xe buổi chiều hôm qua các bạn nhé. Quý bạn xem theo dõi kênh của tôi thì các bạn thấy được luôn là chiếc xe này lúc tôi mua tôi đã có một cái video tôi quay trực tiếp tại nhà chủ xe để cho quý vị các bạn thấy được là chiếc xe tôi mua là nó còn nguyên bản, chưa có bị tua đồng hồ và còn nguyên nó như thế nào ở nhà chủ xe là tôi bán như thế vậy các bạn nhá. Toàn bộ về cái phần ngoại thất thì đã rất như mới rồi. Và nội thất thì cũng như mới luôn các bạn nhá. Đấy, toàn bộ đây thì chiếc xe siêu lướt này bên ngoài chưa có một vết sơn. Thì đương nhiên là keo chỉ các thứ là còn nguyên bản được các bạn ạ. Không phải giới thiệu nhiều cho quý bạn đâu. Đấy, chiếc xe này là cái phiên bản Cross thì bạn thấy đây nhá. Xe được trang bị nội thất ghế da màu xanh navy, rất là xịn và sang trọng các bạn ạ. Da này rất là xịn các bạn nhá. Đấy, không, nó khác hẳn với những chiếc ghế bản thường hoặc là những cái phiên bản mà ghế nỉ về làm lại ghế da. Không bao giờ có cái da xịn này đâu các bạn nhé. Da xịn màu xanh navy này. Đấy. Camera 360 đây, nguyên bản của xe đây các bạn nhé. Đấy, vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng, kiểm soát hành trình, ga tự động hay là cruise control đây ạ. Đấy, đồng hồ công tơ mét đây các bạn này.
chuẩn 2,6 bạn nhé, tôi mua có 2,5 thôi. Đấy, tôi đi về đây tôi chạy thêm đấy, từ nhà chủ xe về đấy. Đấy, camera 360 này. Đấy, toàn bộ những chiếc xe này gia đình không chạy dịch vụ cho nên là chưa không bọc trần này, không bọc trần đâu nhé, trần để nguyên và còn mới như này đấy, trần nỉ còn nguyên và mới này. Nội thất thì rất đẹp đây các bạn xem này. Và cái bộ lót sàn bằng nỉ nhá, còn nguyên ở sau cốp, chủ xe không dùng từ mới đấy ạ. Mua chủ xe mua luôn cái bộ lót cao su này. Bộ này cũng rất là xịn nhá, trải sàn da rồi này. Đấy, đã trải sàn da hết rồi các bạn nhá. Tiếp theo tôi sẽ mở đằng sau đây các bạn xem này. Không chạy dịch vụ cả cho nên là chiếc xe rất là đẹp luôn này. Toàn bộ đây, chiếc xe này tôi mua về mới rửa qua bên ngoài thôi nhá, chưa dọn dẹp gì cho nên là bên trong nó hơi bẩn một chút này. Đấy, chưa dọn đâu, còn nguyên mua như nào là tôi để như vậy, tôi rửa qua bên ngoài đi thôi, để tôi chụp ảnh thôi các bạn nhé. Đấy, bộ ghế da cao cấp màu xanh navy, rất là xịn này, rất là đẹp luôn này. Bậc cửa thì cũng đã được chủ xe này, ốp inox này, rất là cẩn thận này, chống xước này, lót sàn này, thảm sàn cao su này, đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Và đằng sau này thì ở cái phiên bản này thì bắt đầu là Mitsubishi cũng đã trang bị được là cái cổng cắm sạc điện thoại bằng chân USB này, và hai tai xi luôn các bạn này, phiên bản chân tai xi luôn các bạn nhé. Đấy, cho nên là rất là tiện lợi này. Cửa gió điều hòa này bên trên này. Bây giờ thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem này. Ở cái phiên bản này thì chủ yếu là giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái option thôi, chứ về cái độ mới thì nó không khác gì xe mới rồi các bạn xem này, nó không khác gì xe mới thế nào nhá. Và đặc biệt là chủ xe cũng đã lót cả những cái thảm tablo này, thảm tablo này đấy, để chống xước à, chống nóng cho tablo. Đấy, và rất mới như này đây các bạn xem này, màn hình này, camera, đây là mặt camera này. Option thì rất là nhiều các bạn nhé, phiên bản Cross này thì trang bị cái màn hình thông minh này, có thể kết nối với Android Auto này, Apple CarPlay này, đấy, Apple CarPlay, Android Auto, giải trí thông minh đa phương tiện rồi các bạn nhé. Điều hòa, đấy các bạn xem này, thiết kế cái núm điều hòa này cũng rất là đẹp luôn các bạn này. Cổng cắm này, kết nối điện thoại này, đề nổ start top này, khóa thông minh, còn nguyên hai chìa khóa mới tinh luôn các bạn nhé, hai chìa khóa mới tinh, vô lăng bọc da này, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này. Đấy, kiểm soát hành trình, ga tự động hay gọi là cruise control đây, rất là mới như này đây các bạn nhé. Toàn bộ từ những cái phần tablo tabi nỉ trần này, nhựa này, không khác gì một chiếc xe mới luôn các bạn nhé. Camera hành trình đã trang bị đầy đủ rồi. Đấy, chiếc xe này bên dưới này là các bạn xem này, phanh tay điện tử luôn các bạn này, auto hold các bạn nhé. Đấy, đã có phanh tay điện tử rồi. Đấy, và đặc biệt ở cái phiên bản này, nó là cái phiên bản nhập khẩu các bạn nhé. Đời sau chiếc xe này thì lại Mitsubishi lại lắp ráp rồi các bạn ạ, còn chiếc xe này là vẫn là xe nhập khẩu các bạn nhé. Đấy, tất cả nội thất rất đẹp này. Bây giờ thì tôi sẽ mở cái cốp sau này lên cho quý vị các bạn xem về cái phần cốp sau nhé. Đây, cốp sau này, tất cả cũng đều rất là mới luôn các bạn nhé. Keo chỉ thì không phải giới thiệu nhiều rồi, ốc cũng không phải giới thiệu đâu, vì chiếc xe này là nó còn mới, bên ngoài còn mới tinh, bên trong cũng còn nguyên bản là cái điều đương nhiên rồi các bạn này. Toàn bộ những cái phần nỉ trần đều rất là đẹp luôn này. Nội thất ghế da đằng sau này cũng mới nguyên, không chạy dịch vụ các bạn nhá. Đây, chiếc xe này là chủ xe bạn tôi chạy gia đình cho nên là đằng sau này gần như là không dùng gì đến này, vẫn còn mới tinh luôn này. Đấy, và cái bộ lót sàn nguyên bản của xe đấy ạ. Lúc mua là cái này là của xe nguyên bản nhá. Nguyên bản của xe thì chủ xe bạn tôi không dùng đến và bỏ ra đằng sau luôn, bỏ sau cốp. Đấy, tất cả đều rất là mới này. Mới nguyên này, chưa dọn dẹp gì đâu, tôi chưa lau dọn, chưa dọn lau chùi gì đâu. Và bộ kích này, đây, kích còn mới tinh luôn, kích đồ nghề mới tinh, lốp siêu cua thì chưa hạ cho nên là những cái này còn mới tinh là điều đương nhiên rồi các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn, một chiếc xe có thể nói là siêu lướt luôn các bạn nhé. 2023 đến bây giờ tính ra là chưa lăn bánh được một năm đâu. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ này cho quý vị và các bạn cùng xem đây ạ. Cánh cửa phía sau bên phụ này, toàn bộ từ bên keo chỉ các thứ này đều rất là mới, rất là đẹp luôn như này đây. Tắp bi đây thì nó hơi bụi một chút là tôi chưa lau đi này. Đấy, nó hơi bụi này, bám tay này. Đấy, rất đẹp luôn như này đây. Bậc cửa thì đã có ốp inox để chống xước rồi này. Toàn bộ cái hàng ghế sau cùng đây đều rất đẹp, rất là mới luôn các bạn nhé. Đấy, không khác gì một chiếc xe mới các bạn ạ. Quý vị các bạn nào mà mua chiếc xe này thì cũng tiết kiệm được khá khá tiền đấy. Mà sử dụng một chiếc xe này thì không khác gì một chiếc xe mới này. Trang bị hết cả lót sàn rồi này, trải sàn này. Đấy, không phải làm cái gì nữa, phiên bản Cross này là phiên bản đầy đủ hết rồi các bạn ạ. Cho nên là không phải làm bất cứ một cái gì nữa đâu. Đấy các bạn nhé. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước
bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa các bạn nhé. Toàn bộ từ keo chỉ này, táp bi cánh cửa còn nguyên và còn rất mới như này đây. Từ táp bi cho đến táp lô đều rất là đẹp luôn này. Vô lăng cần số này. Đấy, chiếc xe này thì phanh tay điện tử rồi, không có tay phanh. Cần số đây các bạn xem này, mới lăn bánh có hơn 2 vạn thôi, cho nên là cần số rất là mới các bạn nhé. Đấy, vô lăng còn đẹp như này đây ạ. Toàn bộ cái phần nội thất ở cái khoang hàng ghế trước này đều đẹp, đều mới như này đây các bạn này. Đấy, phải nói là quá tuyệt vời cho một chiếc xe siêu lướt, mới lăn bánh, gọi là mới chạy hết rốt đa các bạn nhé. Toàn bộ từ bậc cửa này cũng đã được ốp inox để chống xước rồi các bạn này. Đấy, rất là đẹp luôn này. Ghế thì rất là mới này. Rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị các bạn toàn bộ về phần ngoại thất và nội thất của chiếc xe rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị các bạn xem về cái phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Đấy, một chiếc xe nó mới thì nó mới đều luôn như này đây các bạn này. Động cơ cũng mới luôn các bạn ạ. Và Mitsubishi cũng đã trang bị cho chiếc Xpander phiên bản Cross 2022 này là một cái khối động cơ xăng với dung tích 1.5 lít kết hợp với hộp số tự động quý vị các bạn nhé. Đấy, thông số kỹ thuật thì quý vị và các bạn nào mà muốn tìm hiểu sâu hơn thì hãy search Google xem cho tôi. Còn bây giờ ở chiếc xe này tôi giới thiệu đến quý vị các bạn để thấy được là độ mới của chiếc xe thôi các bạn này. Động cơ đây nhá, chúng tôi mua là chúng tôi còn chưa dọn rửa đâu các bạn này, còn bẩn này. Bên quý bạn xem này, nó còn bẩn này. Nhưng mà điều quan trọng nhất ở chiếc xe này các bạn thấy đấy ạ, nó còn nguyên bản này. Ốc còn nguyên hết này, chưa có một con ốc nào bị tháo ra các bạn nhá. Đây, cái nắp máy này, tôi mở cái nắp máy này lên cho quý vị các bạn xem này. Nó mới tinh hết như này đây các bạn này. Không phải dọn các bạn ạ, vì chiếc xe này mới lăn bánh có hết rốt đa thôi. Chạy hết rốt đa tức là mới lăn bánh có hơn 2 vạn km thôi các bạn nhá. Đấy, cho nên là quý vị các bạn có thể yên tâm tuyệt đối về chiếc xe này rồi. Còn bảo hành dài tại hãng, cho nên là quý vị các bạn nào mà mua chiếc xe này không yên tâm có thể mang vào hãng để check chiếc xe này các bạn nhé. Đấy, còn nguyên bản và còn bảo hành tại hãng như thế này đây ạ. Tất cả đây đều rất là mới này. Bên ngoài nó còn nguyên bản cơ, cho nên là bên trong này thì không phải giới thiệu nhiều cho quý vị các bạn xem đâu ạ. Nó còn nguyên, không những còn nguyên bản và còn rất là mới như này đây. Vì mới lăn bánh có hơn 2 vạn thôi, cho nên là không khác gì chiếc xe mới đâu các bạn nhé. Đấy, ắc quy còn chưa thay cơ. Đấy, vì chiếc xe này mới đăng ký tháng 6 năm 2023 thì tính ra đến bây giờ mới đăng ký được 10 tháng thôi. Mới lăn bánh được 10 tháng, chưa thay, chưa sửa chữa cái gì cả. Duy nhất chỉ thay dầu thôi các bạn nhé. Thay dầu và thay lọc dầu các bạn ạ. Đấy, và phần gầm thì tôi sẽ quay cho các bạn xem một chút ạ. Cái xe này nó hơi thấp cho nên là không nhìn rõ, quay rõ được cái phần gầm đâu. Đấy, phần gầm đây các bạn này. Cũng không khác gì một chiếc xe mới các bạn nhé. Đấy, tôi quay được đến đâu thì quay thôi. Vì chiếc xe này nó cũng không phải là xe gầm cao, gầm thấp, cho nên là chỉ quay được như này thôi các bạn nhé. Đấy, tất cả còn rất mới này, còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Và đây nữa là cái mức tiêu thụ nhiên liệu mà nhà sản xuất công bố này, nó hơi bị, nó bằng kính, cho nên là chắc là quý vị các bạn nhìn nó không được rõ lắm đâu. Đây, nó bằng kính các bạn nhé. Rất tiết kiệm nhiên liệu các bạn nhé. Với dung tích 1.5 lít hộp số tự động, chỉ 6,8 lít cho 100 km quãng đường kết hợp này. 6,8 lít này. Nếu như chạy trong đô thị thì 8,3 lít. Còn nếu như chạy ngoài đô thị, tức là chạy đường trường ấy, chưa đến 6 lít, 5,95 lít cho 100 km quãng đường kết hợp thôi các bạn ạ. Cho nên là rất nhiều người mua những chiếc xe này về để chạy gia đình, hoặc có thể là chạy dịch vụ đấy ạ. Cũng rất là kinh tế, giá thành thì lại rẻ. Đấy, mà lại chạy tiết kiệm nhiên liệu, cho nên là thu hồi vốn rất là nhanh quý bạn nhé. Đấy, thưa với quý vị các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị các bạn toàn bộ về chiếc xe Mitsubishi Xpander phiên bản Cross 2022, đăng ký năm 2023, lăn bánh hơn 2 vạn km, siêu lướt này các bạn nhé. Đấy, và chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị các bạn là tất cả là còn nguyên bản rồi, zin từ nước sơn cả xe cơ, và còn bảo hành dài tại hãng, cho nên là quý vị các bạn có thể yên tâm nhé. Chúng tôi đang bán với giá là 615 triệu đồng thưa quý vị các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mitsubishi Xpander phiên bản Cross 2022 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ. Hoặc là đây là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 318 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ.
Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Come on.